Chào mừng bạn đến với chuyên mục tin ngắn của PNQ Solution, nơi chúng tôi tổng hợp những tin tức quan trọng của ngành sản xuất công nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới. Đây là chuyên mục được biên tập bởi đội ngũ PNQ Solution. Sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm lại những diễn biến quan trọng trong tuần vừa qua. Phát triển sản phẩm ngách cánh cửa đầy hứa hẹn cho doanh nghiệp Việt. Việc phát triển sản phẩm ngách đang được ví như cánh cửa đầy hứa hẹn để bán mức giá tốt hơn, có thể có tốc độ tăng trưởng nhanh cho các doanh nghiệp Việt trên thị trường xuất khẩu vốn còn nhiều thách thức. Điều quan trọng là họ cần lựa chọn các phân khúc một cách thích hợp với khoảng trống nhỏ, có đối thủ cạnh tranh, đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị và nhân lực, làm chủ công nghệ, quy trình sản xuất, đáp ứng xu hướng xanh để tranh thủ mọi cơ hội tăng tốc. Những sản phẩm ngách về quần áo chống cháy như vậy đang được dùng cho nhiều ngành nghề kỹ thuật khác nhau như ngành dầu khí, điện, hay ở những chung cư có yêu cầu làm rèm và các sản phẩm từ vải chống cháy để phòng ngừa cháy nổ. Còn như một số doanh nghiệp nội địa trong ngành gỗ đang tập trung vào sản phẩm ngách là giam gỗ và viên nén gỗ trước triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ về mặt xuất khẩu. Và điều mà các doanh nghiệp Việt cần làm khi phát triển sản phẩm ngách là chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin qua những kênh riêng của mình, có sự tương tác với khách hàng quốc tế để nắm diễn biến tình hình cung cầu từng thị trường, từng hệ thống tiêu thụ trên thế giới. Từ đó đề ra giải pháp sách lược cho mình ở từng tình huống, giai đoạn, cũng như kịp thời tranh thủ mọi cơ hội tăng tốc cho thời gian tới. Dọn chướng ngại vật để khơi thông đầu ra cho hàng Việt trên sân nhà. Các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả còn gia tăng, cộng với hàng nhập giá rẻ bày bán tràn lan trên kênh bán hàng trực tuyến. Song song đó là quá nhiều nguồn cung từ nước ngoài với mức giá rẻ hơn hàng trong nước nhiều lần. Tất cả như những chướng ngại vật khiến cho đầu ra của hàng Việt trên thị trường sân nhà trở nên khó khăn, rất cần giải pháp khơi thông, nâng ý thức bảo vệ sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, một chướng ngại vật khác cho hàng Việt đang nằm ở giá thành sản xuất thường cao hơn hàng nhập, lại đối mặt sức ép tăng giá vào các tháng cuối năm nay, nên việc cạnh tranh càng trở nên khó khăn hơn so với hàng ngoại nhập. Theo đó, các doanh nghiệp phải tính toán cắt đầu, cắt đuôi như thế nào cho hợp lý, như việc tiết giảm chi phí vận chuyển, từ việc lưu kho, tính toán thời gian, cho đến cự ly vận chuyển ra sao và sắp xếp trong từng container như thế nào. Và đặc biệt là tính toán chi phí chuyển đổi về tài chính, tức chuyển đổi ngoại tệ trong việc nhập khẩu nguyên phụ liệu. Nếu giảm được ít nhất 1% chi phí vận hành trong cả tháng, một khi cộng lại trong cả năm sẽ ra được con số giảm giá thành đáng kể cho hàng hóa. Từ làm cửa thoát hiểm máy bay đến tiến sâu vào chuỗi hàng không thế giới. Chuỗi cung ứng hàng không của Việt Nam vừa có một bước tiến đột phá với dự án sản xuất cửa thoát hiểm trên cánh cho A321neo của Airbus. Thành công này đánh dấu sự khởi đầu của hoạt động sản xuất thân vỏ máy bay mới tại Việt Nam, khẳng định vị thế quan trọng của Việt Nam trong thị trường hàng không đang phát triển mạnh mẽ ở châu Á. Theo bà Hoàng Chi Mai, Tổng Giám đốc Airbus Việt Nam, việc triển khai dự án sản xuất này tại Việt Nam thể hiện cam kết của Airbus trong việc hợp tác với các đối tác để phát triển ngành công nghiệp hàng không trong nước. Ông Go Fujikawa, Tổng Giám đốc Hệ thống Hàng không Thương mại của MSI, đánh giá cao tầm quan trọng của sự kiện nhà máy MSI tại Việt Nam bàn giao cửa thoát hiểm của dòng máy bay A321 cho Airbus. Thành công này đánh dấu sự khởi đầu của hoạt động sản xuất thân vỏ máy bay mới tại Việt Nam, khẳng định vị thế quan trọng của Việt Nam trong thị trường hàng không đang phát triển mạnh mẽ ở châu Á. Lean Japan Tour, trải nghiệm toàn diện sản xuất tinh gọn tại Nhật Bản. Có 3 nguyên nhân chính khiến các công ty trên thế giới gặp khó khăn trong triển khai Lean tại nhà máy sản xuất. 1. Các công ty chưa từng thấy một ví dụ thực sự thành công để so sánh. 2. Các công ty bỏ qua yếu tố con người và văn hóa khi triển khai các chương trình tinh gọn. 3. Các công ty bỏ lỡ bản chất thực sự của Lean do sự lập. Lean Japan Tour sẽ mở rộng tư duy của bạn và nâng cao kiến thức về các nguyên tắc quản lý tinh gọn. Đây là cơ hội để học tập và trải nghiệm việc triển khai Lean tại các công ty nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản, thảo luận cùng các lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp Nhật Bản và tham gia các hội thảo, phát triển những kiến thức cốt lõi và năng lực thực hành tốt để triển khai Lean trong tổ chức. Đăng ký tham gia cùng chúng tôi để nhận ưu đãi $1,000. Cùng PNQ Solution tiếp tục theo dõi những diễn biến của ngành công nghiệp sản xuất. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các dịch vụ hỗ trợ cho hành trình cải tiến của bạn.